Nghĩ lại thì, tại sao tao phải tự sát nhỉ? Vì mày đã tiêu diệt chính đồng đội của mình đó, nhớ không? Đờ mờ đừng nghe nó anh ơi. Tắt tivi ngay cho tao. Anh từ từ, để em tắt. Mày có thích thôi miên bố mày không? Lại được thêm thằng nữa đánh lén. Mày chết chắc rồi con ạ. Xin lỗi tiến sĩ, nhưng tôi phải đi có việc. Mẹ thằng chó kia nhá, nhớ mặt tao. Dám bỏ anh em để chạy trước à? Thôi đành vậy, nhìn ông tội nghiệp quá nên tôi tạm tha đấy. Sau này nhớ sống cho tốt đấy, đừng có làm điều ác nữa. Còn tôi thì không dễ tha vậy đâu. Chịu đòn đi. Tôi chịu đủ đòn đánh rồi, tha cho tôi nhé. Còn tao nữa mà. Cậu đánh đủ chưa? Còn đánh nữa là tôi sẽ chết mất. Tôi đã già rồi mà. Già rồi, sao không sống yên ổn đi, lại đi giúp kẻ xấu làm điều ác làm gì? Nhưng biết hối cải là tốt nên tôi tha đó. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Trước khi đi, để tôi sửa lại cánh tay cho ông đã. Tôi vừa hút khói khí độc quanh người ông rồi, hít nhiều khí đó bị viêm phổi thì toi. Hãy đi đi, và nhớ đừng làm điều ác nữa. Cả đời này tôi sẽ không quên ơn các cậu đâu, các cậu đúng là người tốt.